Xin chào các bạn đến với chương trình Câu chuyện Phật Pháp và Thiền, những câu chuyện giúp chúng ta trải lòng, tăng thêm vốn hiểu biết và thực hành sống thiền, sống theo Phật Pháp. Chúc các bạn có những giờ phút lắng lòng mình lại, thoải mái và an nhiên. Câu chuyện Chú Tiểu Sa Di cứu sống nàng kiến. Ngày xưa có một chú tiểu Sa Di đến học Phật giáo với một vị thầy rất sáng suốt. Chú là một đệ tử rất tốt, chú rất lễ phép, thành thật và biết vâng lời. Chú học đạo rất nhanh. Thầy của chú rất sáng suốt, có thể đoán biết trước được sự việc trong tương lai. Lần đầu tiên mới gặp, vị thầy xem tướng biết thọ mạng của chú học trò này sẽ kéo dài không lâu. Ngày nọ, ông tính ra và nhận thấy rằng chú học trò này chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Vị thầy rất buồn. Ông gọi người đệ tử lại và bảo rằng: "Này con, đã lâu lắm con không được gặp mẹ. Thầy nghĩ con cần nghỉ một thời gian để về nhà thăm mẹ con, và sau 8 ngày hãy trở lại đây." Vị thầy dạy như vậy với hy vọng rằng chú tiểu này có thể chết tại nhà cha mẹ của chú. Khi người đệ tử rời đi rồi, vị thầy cảm thấy rất buồn cho chú. Ông ta nghĩ rằng ông không bao giờ có thể gặp lại chú nữa. 8 ngày sau, người đệ tử trở lại. Vị thầy mừng rỡ và rất ngạc nhiên thấy chú vẫn khỏe mạnh. Chú không lộ vẻ gì cho thấy rằng chú giống như người sắp lìa đời. Cuối cùng, vị thầy muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Ông nói với người đệ tử: "Này con, ta đã nhiều lần xem tướng và đoán việc tương lai chưa bao giờ sai lầm. Ta bảo con trở về thăm nhà vì ta biết chắc chắn rằng con sẽ chết trong vòng 7 ngày. Nhưng 7 ngày đã trôi qua, không những con vẫn sống mà trông còn khỏe mạnh hơn. Yếu tướng sắp lìa đời nơi con cũng đã biến mất. Vậy con đã làm sao mà được như vậy?" Nghe nói thế, người đệ tử sửng sốt. Chú không biết phải trả lời với thầy thế nào. Vị thầy liền bắt đầu nhập định và biết rõ sự việc. "Trên đường về nhà có phải con đã cứu sống một đàn kiến?" Thưa thầy, dạ có. "Trên đường về nhà con gặp thấy một đàn kiến rơi xuống nước. Nhìn thấy đàn kiến sắp bị chết đuối, con liền đưa ra một khúc gỗ để cứu chúng." "Đúng vậy, do lòng từ bi cứu đàn kiến mà con được sống lâu. Các thánh nhân đã dạy rằng cứu một mạng sống phước đức hơn xây 7 ngọn tháp. Con nhờ cứu hàng trăm chúng sanh mà con có thể sống trường thọ. Nay tương lai của con thật huy hoàng, nhưng con vẫn nên tiếp tục cứu độ cho mọi chúng sanh. Con cần phải trình bá giáo lý Đức Phật. Hãy dạy cho mọi người nên có lòng từ bi, và khuyên tất cả mọi người đừng nên sát sanh, hãy để mọi thú vật lành." Người đệ tử không bao giờ quên lời thầy dạy, chú đã nỗ lực tinh tấn tu hành và trở thành một đại sư. Chú sống rất thọ và trường thọ.